Chiều ngày 14 tháng 11, trường Trung học cơ sở Nam Hà tổ chức chuyên đề cấp quận phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ học môn toán 8. Dự chuyên đề có các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo quận, tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên, giáo viên dạy môn toán lớp 8 các trường trung học cơ sở. Cô giáo Nguyễn Hồng Nhung và các em học sinh lớp 8A1 thực hiện chuyên đề bài 17 tính chất đường phân giác của tam giác. Tiến trình bài dạy gồm các hoạt động khởi động, hình thành kiến thức, vận dụng và luyện tập, nội dung dạy theo hướng củng cố khắc sâu kiến thức cơ bản đã học Đàn kỹ năng trậu sinh nhằm phát huy được năng lực giao tiếp và hợp tác tính toán tư duy toán học trong hoạt động nhóm và thuyết trình sản phẩm nhóm đồng thời phát triển khả năng tự chủ tự học qua việc đo đạc tư duy tính toán tính độ dài đoạn thẳng tỷ số của hai đoạn thẳng biết đúng các cặp đoạn thẳng được suy ra từ tính chất đường phân giác của tam giác qua bài học học sinh viết đúng được các cặp đoạn thẳng tỷ lệ được suy ra từ tính chất đường phân giác của tam giác biết được thêm cách vẽ tia phân giác của góc tính độ dài đoạn thẳng giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong giảng dạy phù hợp hiệu quả thiết thực. Chuyên đề cấp quận môn toán 8 trường Trung học cơ sở Nam Hà được tổ chức là dịp để giáo viên môn toán các trường trung học cơ sở trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.